sinh. Ôi cái mùi hương, mùi kiểu như là mấy cái đồ tẩm ướp của Trung Quốc, nhưng mà đây là hàng Việt Nam ấy. Bánh mì mà kẹp que cây, nói theo cách khác thì đây là bột kẹp với bột. Que này thì chắc cũng là làm bằng bột mì thôi mà. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi mẹ ơi, nó dai. Kẹp cùng với cái que cây này là nó bị bay hết mấy cái mùi thơm bột mì của bánh mì này, mà nó chỉ còn mùi vị của que cây thôi. Nó không khác gì người ta ăn que cây bình thường à? Vẫn ăn được, ăn ngon, nhưng mà không khuyến khích là kẹp với cái này ăn nhiều đâu. Cảm ơn bạn đã mắt cho tôi một kiểu ăn rất là mới, rất là thú vị nhá. Còn bạn nào có những cái kiểu ăn hay cách phối hợp đồ ăn như thế nào nó hay thì hãy comment cho tôi biết nhé. Bánh mì, một trong những món ăn nổi tiếng rất là tự hào của Việt Nam ta. Hôm nay Tôm sẽ làm bánh mì kẹp, nhưng đặc biệt hơn là làm nó bằng chiếc bánh mì siêu thị siêu to siêu khổng lồ này. Bánh mì thì có thể kẹp được với rất nhiều thứ, có thể là pate này, kem các kiểu. Và hôm nay Tôm sẽ kẹp nó với trứng và xúc xích nhá. Kẹp thế cho nó quen thuộc. Nhớ hồi còn đi học ấy mà, thằng nào mà phi vào quán bánh mì rồi dõng dạc nói câu: "Cô ơi, cho con cái bánh mì kẹp xúc xích hai trứng full topping" thì ôi rồi ôi, nó lại đúng chất công tử luôn. Kèm thêm chai Sting bên cạnh nữa thì các em lớp dưới cô mở hai mắt nổ hình trái tim ấy chứ. Bánh kẹp là phải có rau thơm với dưa chuột rồi. Cơ mà cũng có vài người là không ăn được rau nhá, chỉ ăn dưa thôi. Phí quá phí quá. Phải là full topping trứng, rau, xúc xích, tương ớt xịt cả chai nó mới chất nhá. Mà tếu thế thôi. Ngày trước ấy chắc là ông nào cũng ước có cái bánh nó phải siêu to siêu khổng lồ như thế này, mà giá cả thì vẫn thế chứ đúng không? Mà chả phải ngày xưa đâu. Rồi bây giờ tôi vẫn ước như thế đấy các ông ạ. Thôi mời các ông nhá. Mời em. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Làm bánh mì từ thanh long có khó không? Thử luôn nhá. Còn nhớ cách đây hơn 1 năm mà thanh long của nước chúng ta không xuất khẩu được. Lúc đó trên mọi con đường ở Hà Nội thấy người ta cắm biển giải cứu thanh long đầy ra. Cũng từ đó một cơn sốt món ăn mới được rộ lên cực kỳ hot, đó chính là bánh mì thanh long. Đó, vào những lúc khó khăn nguy cấp nhất mới thấy được nhân dân chúng ta đồng lòng và thương nhau như thế nào. Hơn thế, dân ta còn rất là thông minh nữa, biến những khó khăn tạm thời trở thành góc sáng tạo, tạo ra những thứ mới thú vị hơn. Nhưng mà ấy, dù gì thì cũng mong là dịch sớm ổn, kinh tế dần được phục hồi. Tôi cũng mong ấy là chẳng phải cần đến cuộc giải cứu bất kỳ loại hoa quả nào cả. Chúc cho bà con nông dân trồng được những loại nông sản chất lượng thật tốt, cứ được mùa thu hoạch là bán được hết với giá cao để bù lại cho những vất vả trong năm. Bánh mì thanh long các bạn làm thế nào? Còn mình ý, sau khi nướng xong là thấy nó bay hết cả màu đỏ luôn, vàng rộm như màu lòng đỏ trứng vậy. Cơ mà ăn hơi bị thơm bùi đó nha. Ăn chiếc bánh mì thanh long vỏ giòn trong dẻo ấm lòng biết bao. Má yêu nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Ăn cua hoàng đế đi Tôm, nói mãi không chịu làm, đồ nghèo. Ai đồn tôi nghèo đấy? Ai? Ai đồn? Tôi xác nhận lại không phải là đồn, tôi nghèo thật. Cuộc sống mà. Này, mọi người nhìn tôi này, đến tổng cái bộ đồ trên người tôi từ giày, quần áo đến mấy cái bíp 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 còn không đến một củ, thì làm sao dám bỏ ra hơn chục củ để ăn con cua hoàng đế đây? Buổi trưa ăn gói mì tôm có cho thêm rau hay không mà còn phải suy nghĩ bạc cả tóc đấy. Này, tôi thề, tôi mà nói điêu thì người yêu tôi vẫn yêu tôi. Tôi mà nói điêu thì nắm xôi làm bằng gạo nếp. Tôi mà nói điêu thì đầu bếp biết nấu món ăn. Mà không quan trọng là mình giàu nghèo hay đang trong tình trạng kinh tế thế nào, chỉ cần mình phải thật là lạc quan, cứ tưởng tượng mình đang là tỷ phú đô la cho đời đỡ suy chết. Ok nhá. Nào, thế đây có phải là cua hoàng đế không? Trời ơi, làm cái càng ăn cho nó mát. Cua hoàng đế có khác, hơn 10 triệu một con có khác, thịt rất là ngọt. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Bánh mì Hoan nức tiếng Hà Thành sau bao năm vẫn đông nườm nượp khách, có gì đặc biệt? Ở đây chia quầy, mỗi quầy là nhiều loại bánh mì khác nhau, mà nhiều loại bánh là Tôm chưa được nghe tên bao giờ luôn, lạ lắm. Mọi người có thể thấy là rất rất nhiều người đang xếp hàng chờ để được lấy bánh. Tôm gọi một bánh xúc xích, một bánh sườn bò và một bánh nhân thịt. Quán bán mang đi không có chỗ ngồi nên Tôm phải phi nhanh sang quán trà đá bên cạnh để thưởng thức khi bánh còn đang nóng hổi. Và khi thưởng thức thì wow, Tôm đã biết lý do tại sao bánh mì Hoan lại nổi tiếng và được nhiều người chọn đến vậy, đó là do topping siêu chất lượng luôn nhá. Bánh thì vỏ giòn, trong mềm, thơm, nhân siêu đẳng cấp, siêu ngon, siêu đầy đặn. Ăn thịt ngon hay dở là mọi người biết liền, không hề có bèo nhèo bạc nhạt. Bánh sườn bò nhân thơm nước mùi bơ. Bánh nhân thịt, bánh nhân thịt thì nhân nhiều hơn cả nhân bánh rán. Bánh xúc xích thì có thêm cả lớp pate dày dặn. U là trời, quá ngon mọi người ơi. Chỉ có thể chốt lại bằng hai chữ: chất lượng. Ghé ăn thử liền đi nhá, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Quá đỉnh cao. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Sau 7749 lần tự làm bánh mì bóng đêm bị hỏng thì Tôm quyết định là phi ra quán ăn cho nó nhanh. Tiệm Bami Sốt này thì Tôm thấy có khá nhiều cơ sở rồi, mà hôm nay Tôm mới ghé vào lần đầu. Thực đơn thì khá là đa dạng, và tôi thì tôi chọn luôn cái loại ba nhân đắt nhất, ăn cho ngập miệng sướng cái mồm đi chứ còn gì nữa. Order thêm luôn một cốc nước đậu, chứ ăn bánh mì không thì nghẹn lắm.
Cái kiểu thiết kế của quán thì chỉ hợp để mua mang về thôi nha mọi người, sẽ không có bàn để ta ngồi lai dai đâu. Bột mì bóng đêm thì sẽ không dẻo như loại thường, nhưng cơ bản là nhìn nó rất là lạ mắt, rất là cuốn hút luôn. Với lại nhân để kẹp ngon nên sẽ được tha thứ hết. Nhân thịt trứng dày dặn, nước sốt lạ miệng và cũng ngon luôn. Để so sánh giá ở đây và giá vỉa hè thì chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch cao. Nhưng mà đừng ai vội chê là đắt nha, bởi vì với cái trải nghiệm cho chiếc miệng của Tôm ngày hôm nay thì Tôm thấy là xứng đáng. Tiền nào của nấy thôi mọi người ơi. Nhớ là ai khi đi ăn bánh mì bóng đêm thì phải đem theo cái tăm với lại chai nước lọc để súc miệng nhá. Chứ ra đường gặp gái nghe hàm răng vừa ăn bánh mì bóng đêm ra cười thì người ta chạy mất dép. Mọi người muốn Tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha. Dép không chỉ để đi, dép còn có thể ăn được. Ở Việt Nam ta có hai loại dép đã đi vào huyền thoại. Một là con tổ ong nghìn lỗ, hai là loại lao tồng, tức tông lào. Hai cái tên này vang danh ở khắp các con ngõ, dãy phố và là nỗi khiếp sợ của hàng triệu trẻ em Việt Nam ở nhiều thế hệ, nhất là đối với tông lào. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua những tuyệt kỹ bí truyền của phụ huynh như tông bay, tông tét, tông vả, tông phi. Ôi trời ơi, nhất là khi mới đi học phụ huynh về thì cứ gọi là xác định ăn hai tông là ít. Mà các vị phụ huynh nói thật là rất vô lý nha. Kiểu gì cũng nói được, mình hư vụt cho mình một tông mà mình rơm rớm nước mắt thì bảo là tao đã làm gì mày mà mày khóc. Ấy thế mà vụt xong mình không khóc thì lại chửi là đấy, cái mặt nó cứ lì ra, cứ căng căng lên. Biết đẻ ra mày khó dậy thế này thì tao đẻ bìa đậu ra ăn cho nó mát ruột nha. Ôi trời ơi, khổ lắm đấy. Còn ai có kỷ niệm gì với tông lào nữa không nhở? Kể đi cho mọi người cùng nghe nè. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Tặng em một trái dâu tây, thơm em một cái ngất ngây cả đời. Mùa dâu tây đến rồi, có lẽ người vui sướng nhất là các chị em phụ nữ. Tôi chưa từng gặp một người con gái nào mà bảo là không thích ăn dâu tây cả. Duy chỉ có rụng dâu là chị em ghét thôi. Là một người ăn dâu tây đã lâu, tôi cam đoan rằng không có nhiều người biết món này, mặc dù nó ngon vô đối. Đó chính là mứt dâu phết bánh mì. Cách làm thì đơn giản thôi các bạn ơi. Rửa dâu, thái dâu, rồi ngào đường. Ngào cho đến khi nào đường nó chảy nước ra ấy, thì sẽ bỏ lên chảo để đun nhá. Nhớ ấy, là phải đun nhiệt nhỏ thôi, vừa đun vừa dằm cho dâu nát ra, cho đến khi nó thành cái sệt sệt như này là được rồi nhá. Rồi mình sẽ lấy bánh mì phết lên và kẹp thêm một miếng lên bên trên. Ăn uống kiểu này là đúng chất Tây Âu nhá. Có thêm ly rượu vang bên cạnh thì úi giời ơi, nó lại đỉnh của chóp. Nếu chưa thử cái món này thì mọi người hãy làm luôn đi nha. Nói không ngoa chứ bánh mì chấm sữa đặc không có tuổi với cái món mứt dâu này luôn. Đặc nó phải sắc ra miếng là đúng rồi. Ok nhá. Mọi người muốn Tôm làm món gì thì hãy comment ở bên dưới nha. Hello, 500 anh em ở Trần Quốc Hoàn mà cụ thể là khu tập thể Đại học Ngoại ngữ đâu nhở? Trong những con ngõ nhỏ có những quán đồ ăn to to, mà cụ thể là hôm nay Tôm dẫn mọi người đi ăn bánh mì nướng Lạng Sơn nhá. Ở đây có rất nhiều combo cho mình lựa chọn, nhưng để có đầy đủ full topping thì gọi một suất khoảng 50k là có đầy đủ xúc xích, lạp xưởng, thịt xiên nướng nhá. Bánh mì sẽ được quay trực tiếp ở trên bếp nóng. Loại sốt dùng để chấm bánh cũng rất là lạ miệng, nó sệt sệt lại có thịt băm bên trong, ăn vừa giống pate, vừa giống mắm lại vừa giống sốt vang. Lớp phết lên trên bánh mì hơi ngọt, nó co lại khiến vỏ bánh bên ngoài có độ giòn và bên trong thì mềm dẻo. Dưa chuột thì thái lát để riêng nên thích thì ăn, không thích thì ăn. Khu này rất đông sinh viên nên muốn ngắm gái thì anh em cứ đến đúng cái tầm giờ ăn trưa ấy. Vừa đã mồm lại còn vừa đã mắt nữa. Ngõ to để được xe ô tô. Rồi, hôm nay đến đây thôi. Ok nha, bye bye tất cả mọi người. Mọi người muốn Tôm la cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha.